Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ngày 16 tháng 10 cho biết, đơn vị đã lập biển sơ xử lý đoàn dân chính 1999 và Phạm Xuân Tuyên 1990 cùng trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về hành vi đốt pháo, rồi quay phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Tuyên giả chính tại cơ quan công an. Theo xác minh của cơ quan chức năng, hai thanh niên này đã mang 6 dàn pháo loại 36 quả ra quốc lộ 21 bờ thuộc địa phận xã Bàn Trang, xã Trực Nội, huyện Trực Ninh đốt rồi dùng máy tính bản giấy yêu quay, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, chính trực tiếp đốt 5 dàn pháo, còn Phạm Xuân Tuyên quay, phát lên mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng đã dứt sát pháo xuống sông, còn một dàn chưa đốt thì dứt bên dân đường qua cầm cầm tình hình, công an huyện Trực Ninh đã xác minh và triệu tập hai đối tượng đến làm việc. Xem bài gốc tại đây